Xin chào các bạn nha. Bữa nay mấy chú cháu mình đi bẻ bông lục bình. Mình với lại anh Thành với anh Giỡn đi bẻ bông lục bình về làm món. Giỡn nó đi trước xuống dưới kia. Quả trời bông lục bình trong vườn của Giỡn nè các bạn. Nô trên luôn thấy mình đi theo người có mấy nhảy xuống đó, nhảy xuống lòng xuống luôn. Ở đây cũng có nè, mà giỡn chứ bông nhỏ chứ ít cũng có nè. Đây nè bạn ơi, quá trời luôn nè. Bông lục bình này mình nấu lẩu mắm á, mình vừa cái nhúng vô mình ăn, nhúng vô mình ăn ngon dữ lắm, không có cái gì bằng hết. Nó mà mình nhúng lâu quá nó teo lại, nó rụt cũng còn có tí xíu à. Vừa nhắm nhúng vô là mình lấy ra mình ăn liền, giòn dữ lắm. Ừ, sâu đi lát nó về, lát về mình con coi cái sâu đó ở dưới non không? Dạ. Dạ, bỏ đi. À. Quá đời luôn rồi, nào héo quả. Bẻ cái mắt đậu thôi. Bên đây nữa nè các bạn. Cái mương bên đây cũng quá trời luôn. Lục bình nó trổ theo mùa à. Mùa kia nó tốt, cỡ nào tốt chứ nó cũng không có bông nữa. Hôm qua tháng này là bắt đầu nó có bông. Nè qua đây. Quá trời luôn đó. Long bẻ cho nhiệt tình coi. Cắn sạch ra. Đó. Vậy là cũng bẻ hết đi, bự nhỏ gì bẻ hết luôn đi. Cái nào nó không tốt là cái bông nó nhỏ vậy cũng để nó cũng không lớn được nữa, để bữa hai nó không tàn. Vậy mà dẫn đi gạn nước anh chị không biết. Đừng cho nước vô nhiều quá thôi chứ nó ít được. Thì tại chỗ nó mình lặt luôn bạn ơi. Về trên cái mình rửa cái là rồi à. Bông này nhìn đẹp. Đủ ăn chưa? À, thằng Thành này là cháu mình, con của anh ba kế bên nhà mình, nó đi làm xí nghiệp. Nay nó về nghỉ lễ được mấy ngày, nó về đây nghỉ lễ là bắt đầu cũng nhậu bành chành mấy xóm này đó. Ai mà lựa rễ, lựa đừng lựa, lựa trúng cái này thì chết luôn. Đừng đưa xe cho nó chạy.
nó xe nó đừng đưa xe cho nó chạy, đưa là công viên công dành hết. Rồi xong rồi các bạn ơi, được một rổ á, đặt xong luôn rồi, thì mình đi về. Quá ngon bạn ơi. Mấy anh em mình xuống tới trời rồi các bạn ơi. Dẫn chiên mấy cá này đang ăn cơm, nấu nồi cơm đây. Nó cũng điện đem xuống mà không có đem cái nắp. Giờ lấy cái nắp này nấu luôn, đầy luôn. Giờ được cái nồi này chiên cá. Còn hai con cá này thì mình nấu lẩu mắm. Bằng rồi nè. Tỏi thì cái theo theo cái gì có ớt luôn vậy. Mình nấu lẩu mắm thì trước tiên giờ mình chiên cá trước bạn ơi. Đây mình đem đồ đây sẵn rồi nè, giờ mình chiên. Giờ mình đó sắc cà nâu. Mèo đi đám cưới à, mèo không có nhà. Nó gặp trên thì còn nước không ở dưới đó. Ok là quá là chuyên nghiệp rồi. Muốn chuyên nghiệp nó nhỏ nguyên cái bụi nó bình được để đóng vậy. Nước thì còn trên mí mà cái đất thì khác, cái chế vô cái nước trên đột xuống cái bắt đầu nổ buồn thì chứ. Ngon bằng cái nào rồi, thằng nào cũng nào cũng ngon hết rồi. Đánh đâu ấy giờ hay. Mình cái vụ này để cho rõ được không thì cái từ đó là đưa rõ đường á, hả? Đoạn đường trên đường, đoạn luôn, đoạn mới, đoạn cái chân. Đoạn cái chân. Cọt hai đầu rồi chứ, cọt hai đầu được rồi. Cái món cay cọt cái lỗi này, cọt này. Mình chiên cá vừa lúc là mình gấp ra mà. Chút nữa mình nấu nước nước mắm sôi lên cho mình bỏ cá vô. Chín nữa mình ăn. Nấu mắm ra cho chắc ra nước.
xong rồi, giờ tới mình xào mắm. Xào mắm thì giờ mình xấy tỏi, tỏi vàng rồi mình bỏ mắm vô. Nấu này đất nấu quá. Mắm này không biết mặn không biết. Mặn nha. Mắm này mắm cá tra các bạn ơi. Cá tra mình nấu lẩu mắm cá sống cũng cá tra luôn. Thấy tỏi vàng của mình bỏ cá nó vô. Không khúc không. Bắp nậu mỏng. Để vô. Rồi. Vô luôn chế luôn. Canh ăn được nhiêu. Nó đang đói bụng chứ vô bụng đang đói bụng chứ vô bụng đấy để hơi thiếu ăn đó thằng này rồi mình đợi nó sâu lên cái mình niêm đường khứa này lại. Để bữa mình làm tiếp. Mắm sâu bận lên rồi giờ mình vớt bọt ra. Rồi mình niêm bạn ơi. Giờ thì mình niêm nó bạn ơi. Miếng bột ngọt. Đi miếng đường. Được thẻ. Mắm thì nó có cái đầu mặn sẵn rồi nên mình nếm mình thấy nó vừa ăn rồi mình khỏi niêm muối rồi mình niêm nước xong rồi giờ mình bỏ cá vô. Hoành tráng lắm chứ buồn. Rồi mấy anh em làm xong rồi dọn lên đền này các bạn ơi. Xin mời các bạn nha. Linh đình ớ được rồi cứ không hết rồi rột hết cũng hai lần ừ bỏ vô miếng ăn hết rồi bỏ nữa nó mau chín lắm vậy đó còn cái lục bình này cứ bẻ cái nhúng vô đó cái dở đó ăn liền nó giòn. Này ăn cơm ăn cái này trước đi. Cá chiên nè. Cá chiên nè các bạn. Cá tra chiên nhìn cũng ngon quá. Để thử cái nhẫn cái tay nghề nó có ăn. Được. Cá chiên hai đường, đường cũng rụng, đường cơm còn nhẫn chiên này, chiên đường cũng rụng không.
cái rượu này bữa anh Tùng anh tặng cho mình nè bạn, bữa mình giao khô anh Tùng anh tặng nè, bữa nay mình uống thử coi. Cái rượu này cũng đặc sản ở miền Tây nè, ngon lắm. Thôi mình đại diện chủ nhà rồi mình ăn trước đi. Xin mời các bạn nha. Nghe được không? Rượu này có ui lắm. Mùi của chị không nào. Có thuốc bắc. Rượu này được. Được không? Được. Tôi tưởng một rum rum. Thế đó. Không mặn. Được. Nó nhúng vô cũng vậy được à. Tắt bếp bây giờ ơi, để rột đi. Xin mời các bạn nha. Một bình ăn lẩu như vậy là không có thứ gì chịu nổi đâu các bạn ơi. Ngon lắm. Được không? Tao nói mà sớm là không có được, không nhớ được. Đeo chưa? Chưa đâu, để ăn hết cũng có thế. Sợ hờ để buồn nôn. Uống chạy cũng rằng mình thì gọi. Được. Giỡn vô chưa? Chưa. Cặp vô đi, cho vào đi. Cho vào đi. Còn nóng quá. Nó cũng có mùi đúng bài. Ừ. Mùi lấy câu cá hết rồi. Kêu kiếm miếng con mùi vô lục của cô. Được. Có một tí bún nữa không? Để có cái đẩy mấy chén rồi nghỉ ăn luôn. Ăn đi ba. Cắm đi. Nó không muốn anh uống đi. Vô. Tụi ăn. Thực chất cá đi cùng. Cũng còn đòi giải khải là kiếm tao. Khải nào không? Miếng bình thôi. Giờ mẹ ăn no mà về cái rác nằm đóng. Chưa no, đói lắm. Thì sáng chưa ăn ra. Bài đồ cũng được bình này quá. Thiệt. Chắc ăn hết rồi về chứ đâu. Không, không được. Này thằng ba ơi em sao. Quan tâm nha quen. Chưa hết chén rồi. Cái bánh bò. Làm có hai chén lùm lùm. Mày hết chén chưa? Chưa. Sao chứ đâu mặn lên bà. Là được đâu, vừa đâu. Tại vì sao thêm muối. Thiệt. Này niêm đúng đó là mình niêm cho nó cứng cứng chút xíu. Tại vì rau mình nhúng vô cái muối luôn à. Tính lên bờ gì mấy tên nó luôn. Tên hết á, dạp dạp. Nên quên à. Để dài năm nó bẻ trên dài bảy đồng ngọc. Ăn bằng cá thử không? Mua cá ấy hả luôn. Mua cá lóc thả xuống. Ừ. Lóc gì? Cá lóc mình nữa chứ. Với lại cá lò thò mua con lớn lớn nha, này, bự sẵn nè, thả xuống. Đi cá rô mề đồ, cá lóc bự đồ đâu là mua thả xuống.
Vì là trạm tác làm bệnh đệnh nữa. Đưa xuống đây. Không thôi mày thả thấy như mình nó có đẻ. Không thì thả cho cá bự thả cho gì đó. Cái hầm này mình chịu thả nó thôi rồi nó đẻ. Đặt đi, rồi hết rồi. Đặt nước luôn. Động vô cái nữa đi rồi em ra nhiều nhiều đi. Cái nhiều đi, nạm nạm đi nó mau hết rồi. Nhảy đầu chứ. Giờ làm ăn được rồi nè. Cái góc lâu chín lên trước. Dạ. Làm đồ cái thành đi luôn. Gấp cá đó, chưa gấp cá đó đi. Gấp cá đó vậy. Quên nãy giờ ăn ngon quá quên cá thiệt. Rau quên cá. Nhận có cá giỏi. Tay nghề của tao là mình biết rau. Cái ráo một buồn. Nó bật nó thờ chứ mày. Tao đi vô hết đi ở đây kịp rộn ràng đấy. Tao cũng được. Cái này như mấy cũng một phút. Nó nữa không được vậy thì nói chịu thiệt đi anh em ta thương. Có đâu mình. Nạt ngộ anh em chi. Chính nữa bỏ tiền mua gà kìa. Nói câu cũng được mua gà cho ăn. Nhưng mày không nói tao. Nãy kêu vô đưa tiền mua hành nè. Mày đi đâu? Ăn thấm ngon. Ăn thấm nó ngon hơn nãy rồi. Con để thằng bàn qua bỏ bát. Không vô miếng ấy nó không biết cái hành nè. Ở tao. Ăn thấm nó ngon hơn trộn nữa đây. Cái này chưa ăn à? Chưa ăn thấm. Ừ, cái này rột luôn. Màu với chính chứ rột. Thử cái thằng nữa kìa. Uống cái kia đây chưa? Để hai chân quân rồi cái. Xin mời các bạn nha. Cha ta nấu lẩu mắm bạn ơi. Cá nhẫn cao ngọt ghê luôn. Nó nóng thiệt à. Chạy thành ngọt luôn luôn. Nóng mà nhờ lưỡi tao lẹ đá quá đã là được luôn. Chưa được nữa hả? Uống đi, trời ơi, nó ngoài ghê quá. Con cá rồi sao? Ăn là giống kiểu nóng ruột. Được không? Không được. Ngọt chứ sao? Lâu đã đâu vậy? Chạy vòng ở đây cái này lên gắn. Đã đang quấn chuyên án đây. Xuống đây ăn chén cơm cái đi. Rồi chạy lên liền. Rồi về xuống đây ăn lẩu. Thì chạy xuống đây cái đây lên. Cho anh vô nè. Đây ăn này lên. Lên uống sữa. Đây. Lên. Đây rất giỏi. Sữa nó. Mày né. Thầm nó né rồi đó. Việc tiêu thụ cũng bồng thanh hết chứ. Tiêu. Bữa tay không có cái lượt mới hút vậy chứ. Thì sắp tưới hết rồi. Tưới lắm. Không còn đâu. Đi ngang bên còn hai ngày hơi lắm rồi. Còn đâu nhận lắm cái đó mày chịu nổi. Mua hết nhiều. Gì? Mua hết nhiều tiền. Thằng hả? Ừ. Coi như đá gà thua đều rồi đi. Đổ bỏ thì coi gì nữa.
chiều độ đâu. Đậu với một con ba bắt lục bình này có. Ừ. Rồi cái đùng tời cái đó lông xuống lấy mấy nén gắn cái lược luôn. Là nốt không còn miếng. Giờ quan trọng là cái đường dây nén này. Mình dính mấy cái ngay cái đầu á, mấy cái đầu. Đó, nó mấy cái đầu hà. Ừ. Xuống đây đang quánh chiếc án đây mà. Em quánh này chắc lạc dịn. Quánh chiếc án này xong rồi đi sửa. Ăn thử nè. Đuôi mắt cá cũng bị cù eo ra rồi. Dạ. Rồi lên lên cái chén lên chứ. Đuôi mắt cá đồng dây nẻo lên. Cây mới làm sao xuống đây nè. Lấy cái chén đi làm miếng nè. Là cơ rồi. Chú cháu mà khi dậy xong vô đi. Vô nghề không. Đây chút. Mình cũng đang công nghề xong rồi. Cứ vậy thôi. Rót biết cái lẩu. Rót cho ông ly để ông buồn luôn. Ôi, bông của bà đồ. Chấm một chút. Nè. Sao rồi để nó chấm à. Cái miếng đi trời ơi. Thuốc như thành này rượu thuốc. Thành rượu thuốc cái gì. Đó mà nó chỉ hỏng ra tiếng thôi. Giờ uống thử coi nó ra không. Uống thuốc. Không. Uống thuốc ngẩn. Vậy nó mới qua cái đốt đó. Đi làm trong cái dựng bãi. Không đâu. Ông hút thuốc nhưng uống rượu luôn mà. Ông uống rượu thuốc. Uống thuốc. Hút thuốc không mày đi đâu uống nào. Hút thuốc uống rượu không vậy. Là rượu thuốc. Đứng bạc lên nữa nghe. Để cho heo heo ăn không. Đánh băng được lên. Băng băng bình làm được chứ ngon. Ngon ngon ác như bữa người ta làm quá trớn nên tiêu. Qua đây cái lòng mắm này nó chết luôn. Thì lòng mắm nè, đang làm lòng mắm nè. Đưa cướp đi. Trời ơi, còn đưa qua đưa lại nữa. Cảm uống đi thì đưa. Mày quánh đã làm hai của mày nói là vô quánh hai của mày rồi mới chạy xuống dẫn ăn đây ngon ăn đây chút vô làm bữa nay không có làm chứ dẫn à bữa nay mất sửa mấy dầu bữa nay làm mình nói nhớ làm có buổi chắc nó không làm mình nói lương nó chạy lên kêu tôi mới làm chính hết rồi mình chặt cánh tiết cay quán vậy anh cái kiểu làm buổi thì cái đó làm buổi thầy đâu đến lên kêu tôi về kêu tôi về dưới nó cũng điện tôi nhưng cũng ngày qua sợ bà sợ mưa ướt cái ổng bả nhà gác cái nhà trời thì 3 giờ rồi nó dở cầu xuống hả còn giờ rau rau chuyển xây tường lên hả tường để nhảy gác lên đi về trời ơi đừng em tường là chỗ nào hở em là thấy chịu ổn không chú nhà nó lớn lắm làm sao trời ơi đâu lớn nhiều có 4 mét mấy à chậm chút xíu rồi nó làm thiết rồi ừ để lên vợ cho trời này làm cái hai cái ai giữa thì cái làm thiết đó thấy mấy cái đòn tay còn đẹp không nhà vợ chú á đòn tay nó lấy ra nó làm mấy cái xòe nó đó ở nhà đó bình đẳng không à nó đâu có tốt đâu mấy cái góc cột nó cũng ba con ấy đột vừa mấy cây điên không mấy đầu tay lắm à, nhà nó bệnh đang kêu bán cho mày hết nhà ta cái gì vậy? Họ có gì gì ngói chi cây khùng rước ba bình đằng rồi vậy? Luôn bán cái 2 triệu. Cây nè. Còn không hay đâu? Một ráo hết rồi. Tự nhiên còn mấy cọ cũng tính biết làm gì? Nó được 2 cái tính là lấy rồi có làm được cái gì? Ừ, vào cỡ ha, có 2 cây ha. Ừ. Thượng tác chẳng khác với cái nhà của anh chứ không trồng mua được hết giờ. Hai cái tính đó cái họng cột nó lớn cái cột của anh nhỏ. đưa cũng bằng cột. Ý là bởi nó lên hai lấy hai quả đi cầu cho chúng ta. Tính giờ biết lấy 2 cái tính nào không? Họ
hỏi ông cái chi hai cái đính ở dưới á, cáp vô với cây này nữa được ba cây là có thể tắt nó đâu có dính nhau đâu. Cột được, cột nhà dưới nó nhỏ bằng ai được. Còn nhỏ nào cũng bự hơn anh, bự quá cái ấy nhỏ rồi. Chứ cái đính nhà mua mấy cái ấy 2-3 triệu một cây. Mấy chân cột lắm mà 2 triệu được á. Ừ, một ráo. Còn cái trên mét 1. Trời ơi, mấy ngày bắt đầu đó. Hay có 4 cây nè. 4 cây. Ở chút hả? Ở chút không? Ở đó còn bệnh vô. Mấy cái xiên cắt ra đâu? Xiên cắt hả? Cắt mới rút ra được chứ. Chứ có đầu đập tường đâu. Đang công an giao thông rồi, công an huyện rồi, như vậy sao cho nó. Làm tiếng của ông chạy trốn mấy công an này kìa. Nhốt. Rốt bỏ đâu rồi trời. Tại à, không về không bắt. Rốt bỏ đâu rồi trời. Đi đâu bỏ đâu lúa. Được rồi. Thằng này giờ muốn ốm khó lắm. Tên đang nhầm căng đi một cùng. Thằng hình của nó giờ mới đẩy 3 đau. Giờ đẩy đau này nữa 4 đau. Ngay nữa biểu ốm nha. Mày nhiêu đâu. Mày có chán nè. Trời. Hay. Bậy à. Chưa đó chú ý tôi chưa bụng tôi nhậu. Đấy, 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 có dằn bụng. Đấy, đấy, này, lên bờ đâu này. Dạ. Lần mốt lần cần quýt chứ kêu quýt cho hết quýt rồi tôi bự ra mất ông mấy mốt nó cá lóc tới lóc lui nữa. Ừ. Mày chạy tắt không cạn là tao vô phường. Chú lắp lần chi bây giờ là mình làm ruộng mình cũng để mương vậy luôn mình nói không lắm mà giờ nó mới được cá rồi tắt sao cho đậu cái mương nữa. Múc nhỏ nhỏ cái mày múc sau này cái nhảy ra để vô cái nói hồi đó không phải biết mày múc cho bự. Múc mẹ bàn kia cá khỏi ra khỏi vô.